Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Fumio Kishida đứng đầu ngày 23 tháng 12 đã thông qua khoản chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục trong năm 2022, đánh dấu sự gia tăng ngân sách quốc phòng trong 10 năm liên tiếp của nước này trong bối cảnh các thách thức mới trỗi dậy tại khu vực. Theo chính phủ Nhật Bản, ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 sẽ tăng 1,1% lên 5,4 nghìn tỷ yên, tương đương 47,18 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch gia tăng chi tiêu diễn ra sau cuộc họp hồi tháng 4 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Suga Yoshihide. Trong đó, ông Suga cam kết tăng cường năng lực quốc phòng Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng nhiều thách thức. Đáng chú ý, trong dự thảo chi tiêu có khoản ngân sách 128 tỷ yên cho 12 chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin. Trong đó, 4 phi cơ phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng hoạt động trên các tàu sân bay trực thăng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng dành 86 tỷ yên trong ngân sách năm sau để phát triển chiến đấu cơ nội địa đầu tiên của quốc gia trong 3 thập kỷ. Dự án này dự kiến hoàn tất trong những năm 2030 và do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi dẫn đầu. Ngoài ra, Nhật Bản cũng dự định chi 34 tỷ yên để tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng, 74 tỷ yên cho các dự án ngoài không gian vũ trụ như chế tạo vệ tinh và hệ thống laser để theo dõi các mục tiêu ngoài bầu khí quyển. Dự thảo ngân sách quốc phòng vẫn cần phải chờ Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực. Hiện đảng cầm quyền của Thủ tướng Kishida chiếm thế đa số tại Quốc hội. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, ngân sách quân sự của Nhật Bản vẫn khá nhỏ so với các cường quốc khác như Hoa Kỳ, dự kiến chi 778 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và Trung Quốc chi khoảng 252 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Trước đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí hỗ trợ lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản. Tokyo vẫn coi quân đội Hoa Kỳ đóng một vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trong khi Lầu Năm Góc cũng phụ thuộc vào các căn cứ quân sự tại Nhật Bản để triển khai các chiến dịch tại khu vực Đông Á. Với thêm 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, Nhật Bản có thể mua thêm nhiều thiết bị quân sự của Hoa Kỳ, như máy bay vận tải Osprey, các UAV giám sát, cũng như các thiết bị sản xuất trong nước như tàu đổ bộ, tàu sân bay, tàu ngầm, vệ tinh, thiết bị liên lạc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng muốn đầu tư ngân sách để chế tạo các tên lửa chống hạm tầm xa. Ngoài ra, nước này cũng muốn nâng cao năng lực trong không gian mạng, không gian vũ trụ và chiến tranh điện tử.